Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Biển Mỹ Khê và non nước của Đà Nẵng lọt top những bãi biển có bầu không khí tốt nhất. Những điểm đến hút khách du lịch Việt tìm kiếm nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Thu phí tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Vực phun Phú Yên, thiên đường ẩn giấu giữa đồi núi chập trùng. Các huyện miền núi phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, tờ báo nổi tiếng của Anh The Telegraph mới đây đã công bố danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới. Trong đó Việt Nam gây ấn tượng khi Mỹ Khê và Non Nước ở Đà Nẵng được xếp ở vị trí thứ hai ở hạng mục những bãi biển có bầu không khí tốt nhất. Phân tích về sức cuốn hút của hai bãi biển Mỹ Khê và Non Nước ở Đà Nẵng, nhà báo Chris Lippeter nhấn mạnh, cặp đôi bãi biển hoàn hảo Mỹ Khê và Non Nước được bao quanh bởi các khách sạn hiện đại và resort sang trọng rất được du khách yêu thích. Trong đó, bãi biển Non Nước được mô tả như vòng cung xanh trải dài 5 km, uốn mình quanh chân núi Ngũ Hành Sơn, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình cùng bầu không khí trong lành. Non Nước và Mỹ Khê từng lần lượt lọt top những bãi biển đẹp nhất châu Á do TripAdvisor bình chọn vào năm 2017 và 2024. Đặc biệt năm 2005, Mỹ Khê được tạp chí danh tiếng Forbes đưa vào danh sách những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ngoài là nước trong xanh và bãi cát trắng trải dài, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn với những trải nghiệm đa dạng như câu cá, lướt ván, lặn ngắm san hô, ngồi du thuyền. Cả hai bãi biển đều được đánh giá không bị ô nhiễm, đồ ăn ngon, người dân nhiệt tình và chi phí phải chăng. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá biển Mỹ Khê và Non Nước là khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch. Đây là thời điểm nước biển trong xanh hiền hòa, thời tiết đẹp, phù hợp cho tất cả các hoạt động ngoài trời. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần. Booking.com, một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch kỹ thuật số, đã tiết lộ những địa điểm trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. Dữ liệu được ghi nhận dựa trên lượt tìm kiếm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Nhằm tận hưởng tối đa kỳ nghỉ dài sắp tới, du khách Việt Nam vẫn tiếp tục có xu hướng lựa chọn điểm đến là những thành phố du lịch sầm uất như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An, Huế. Đây là những điểm đến được nhận định có sự giao thoa hài hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa đặc trưng, phong phú. Cùng với đó, du khách trong nước cũng có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm đáp ứng được cả hai yếu tố, thư giãn và khám phá. Đà Lạt là cái tên đứng đầu danh sách các điểm đến xu hướng với phong cảnh yên bình cùng những công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ kính nên thơ. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Đà Lạt giữ vị trí đầu bảng. Thành phố yên bình này giúp du khách tạm quên đi guồng quay công việc bận rộn và áp lực trong nhịp sống thành thị hối hả. Một cái tên khác trên vùng cao là Sapa, thị trấn miền núi Tây Bắc, với bầu không khí mát mẻ trong lành và khung cảnh đẹp như tranh, thuộc top 10 trong danh sách. Bên cạnh đó, các thành phố biển như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang tiếp tục nhận được sự quan tâm yêu thích của những du khách mong muốn tận hưởng nắng hè. Đáng chú ý, Phan Thiết lần đầu tiên lọt vào top 10 nhờ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi vào hoạt động. Cao tốc đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố xinh đẹp này, giúp đi lại thuận tiện hơn. Với việc du khách Việt có xu hướng ưu tiên tìm kiếm những trải nghiệm du lịch ngắn ngày, các điểm đến quốc tế có vị trí địa lý gần Việt Nam đang dần trở nên phổ biến hơn. Năm nay, các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là lựa chọn hàng đầu, với tất cả 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm ở khu vực này. Bangkok, Thái Lan là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất. Theo sau là những trung tâm văn hóa sôi động tại châu Á, với đa dạng trải nghiệm mua sắm và ẩm thực thú vị như Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc. Đây đều là những điểm đến được du khách Việt Nam ưu tiên cân nhắc cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới. Từ ngày 15 tháng 8, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ thu phí tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Lâm Bình. Cụ thể, mức thu phí với cá nhân là 40.000 đồng một lượt một người với người từ 16 tuổi trở lên, 20.000 đồng một lượt một người với trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa người khuyết tật nặng, người cao tuổi, người thuộc hộ cận nghèo. Năm 2019, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang Lâm Bình được công nhận danh thắng quốc gia đặc biệt. Khu bảo tồn này có diện tích hơn 40.000 ha, thuộc 14 xã thị trấn của hai huyện Na Hang và Lâm Bình. Nằm giữa những cánh rừng đại ngàn dọc đôi bờ sông Gâm và sông Năng, có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loại động thực vật quý hiếm, hệ thống hang động độc đáo kỳ thú.
khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng Lâm Bình có các danh thắng cảnh nổi tiếng như Thượng Lâm, Hàng Nả Chao, Bác Khoang, Thác Bác Ban, Bác Hầu, Khuổi Nhi. Nơi đây có nhiều di chỉ khảo cổ thời đại đồ đá mới và kim khí, là vùng đất sinh sống của đồng bào các dân tộc Tây, Dao, Mông và nhiều dân tộc khác với những nét văn hóa truyền thống độc đáo còn được lưu giữ. Vực Phun thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên được ví như thiên đường bí ẩn giữa rừng xanh bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ đầy mê hoặc. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi những thác nước đổ xuống vực sâu, hồ nước xanh ngọc bích trong vắt như pha lê và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vực Phun được hình thành bởi những dòng suối mát lành từ đèo Cả hòa quyện thành hợp lưu sông Bánh Lái. Dòng nước từ đây len lỏi qua những tảng đá granite rồi tuôn trào xuống vực sâu. Những tảng đá xếp chồng lên nhau, phủ đầy rêu phong cùng tiếng thác nước đổ xuống rền vang, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Đến đây bạn có thể tận hưởng thiên nhiên trong lành, núi rừng xanh tốt, đắm chìm trong làn nước mát rượi hoặc men theo những con đường mòn để lên thượng nguồn sông Bánh Lái. Khu vực này còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Du khách có thể tham gia các hoạt động trekking, khám phá hang động để tìm hiểu về vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn của vực Phun. Du khách cũng có thể tổ chức các hoạt động cắm trại, picnic và du lịch sinh thái cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ở khu vực vực Phun. Không chỉ tận hưởng phong cảnh núi rừng hoang dã, bạn còn có thể tham gia các hoạt động thể chất như chèo thuyền, leo núi để nâng cao sức khỏe và chinh phục giới hạn của bản thân. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tổ chức tiệc nướng BBQ và cắm trại, cùng nhau trò chuyện, ăn những món ăn tươi ngon nóng hổi. Những hoạt động này luôn đem đến cảm giác vui vẻ, thoải mái và yên bình. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, để đẩy mạnh phát triển du lịch, ngoài việc khai thác tiềm năng thế mạnh của cảnh quan thiên nhiên, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó tạo nên nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền và người dân các huyện miền núi Thanh Hóa đã từng bước khôi phục lại các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của dân tộc Thái Mường như những nếp nhà sàn truyền thống, nghề dệt thổ cẩm. Nhiều địa phương đã xây dựng được các đội văn hóa văn nghệ dân gian chuyên nghiệp để phục vụ du khách. Nhờ có du lịch về trên quê hương thì chúng tôi đã mang những nét đẹp văn hóa để phục vụ cho khách du lịch gần xa biết đến những bản sắc dân tộc của quê hương mình. Có nhiều hôm thì cũng đông khách du lịch về thì chúng tôi cũng đi nhiều show hơn và cũng thu được nhiều cái nguồn thu nhập về cho phục vụ cho bản thân và gia đình. Từ đầu năm đến nay, hàng chục lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được tổ chức trên địa bàn các huyện miền núi xứ Thanh, như lễ hội Đình Thi huyện Như Xuân, lễ hội Mường Xia huyện Quan Sơn, lễ hội Mường Ca Gia huyện Quan Hóa, lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước, với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc, thu hút hàng vạn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Đây được xem là điểm nhấn trong nỗ lực đưa văn hóa thành sản phẩm du lịch tại các huyện miền núi của tỉnh. Trong cái đề án phát triển du lịch đến năm 2030 của huyện Cẩm Thủy hiện nay, ở chúng tôi cũng đã đưa vào cụ thể các nội dung chương trình, đặc biệt là các cái hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc được gắn với phát triển du lịch. Thì chúng tôi hiện nay nếu như các du khách thập phương đến du lịch tại huyện Cẩm Thủy, khi có nhu cầu, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng cái nhu cầu đấy bằng hình thức là tổ chức các đội văn nghệ biểu diễn các cái tiết mục truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, dân tộc Dao. Nét độc đáo khác biệt trong văn hóa bản địa là yếu tố khơi dậy niềm yêu thích, đam mê khám phá, tạo không gian trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Các hoạt động văn hóa cũng mang đến sự thân thiện hiếu khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho mỗi du khách khi đến với miền núi Thanh Hóa. Chính nhờ có du lịch, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã được khôi phục và phát huy. Đến đây thời lượng dành cho bản tin du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.